Vợ chồng chị Thị Pây trước đây thu nhập chủ yếu nhờ vào quán tạp hóa nhỏ và đi làm bướm. Do đó, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, địa phương đã tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Vợ chồng chị có vốn đầu tư vào chăn nuôi bò và nuôi dê. Từ đó, điều kiện gia đình khấm khá hơn. Được Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho vay 40 triệu đồng để chăn nuôi bò và dê. Dê cũng được 6 con dê và 1 con bò, chuẩn bị sinh sản, xây được nhà khang trang hơn. Hiện nay tôi đã trả ngân hàng được hơn nữa. Gia đình rất là vui mừng và biết ơn đến đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho vợ chồng tôi vượt qua khó khăn. Đảng và nhà nước quan tâm thì cho tạo điều kiện cho bà con vay vốn. Thì hiện nay thì bà con vay vốn thì đa số là sử dụng vào chăn nuôi bò, chăn nuôi dê và sản xuất nông nghiệp như là trồng mì, trồng cao su với trồng mía. Được đảng và nhà nước quan tâm thì bà con có những cái bước phát triển, bản thân cũng rất là biết ơn những cái đến ngân hàng cũng như là đảng nhà nước cũng đã tạo điều kiện quan tâm đến đồng bào dân tộc Chăm. Hiện nay, ấp Chăm có trên 100 hộ được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng với số tiền gần 3 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, từ đó đời sống ngày càng phát triển. Từ chỗ làm ăn có hiệu quả, người Chăm tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, ấp đã có một thánh đường to đẹp phục vụ các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của bà con. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân xã luôn quan tâm đối với đồng bào Chăm. Đảng ủy đã phân công cán bộ chủ chốt của xã vào để sinh hoạt cùng chi bộ, để triển khai các cái nghị quyết, các cái chương trình, các kế hoạch của ủy ban để cho đồng bào Chăm thực hiện tốt các chủ trương sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Trước đây thì ấp Chăm là một trong những ấp là có số hộ nghèo cao nhất của xã là 39 hộ nghèo và cận nghèo. Thì tới thời điểm này thì ấp Chăm còn có 11 hộ. Đó là một cái tín hiệu đã giúp cho bà con vươn lên trong cuộc sống. Đến ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu hôm nay, chúng ta đều cảm nhận được sự thay da đổi thịt từng ngày. Nhiều ngôi nhà mới khang trang được mọc lên dọc theo những tuyến đường bê tông nối liền ấp Chăm với những ấp khác trong xã. Thành quả ấy chính là kết tinh của sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên, chung sức chung lòng của bà con cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày thêm văn minh, giàu đẹp.